sách nào bạn. Tất cả những cuốn sách mà mình có trong tay và muốn chia sẻ cho mọi người về đối với những bạn nào khi học N3 đúng không? Và N2, N1 nữa cơ. Đúng rồi. N4 thì dễ quá rồi. Tuy nhiên chuyển lên N3 thì chúng ta có rất là nhiều sách. Bởi vì chúng ta thi để kiếm lấy bằng công cơm đúng không? Thì chúng ta cần phải học nhiều hơn nữa. Vậy thì chúng ta có những cuốn sách như thế nào? Thứ nhất, mình đi vào một cuốn tổng hợp nhất, đó là cuốn Try. Sách này thì mình không có sách đấy, sách gốc của nó, nên là mình có cuốn sách photo đây, sách Try đấy, N3 về Pháp. Cuốn Try này thì bộ Try này thì không có những cái giáo trình liên quan như là đọc hiểu hay là gì nhỉ? Nghe hay là kanji đúng không, mà nó chỉ có một cuốn chung này thôi, cũng giống như là Try N4 N5 N3 N2 N1 cũng có. Cuốn này thì mình cũng không giải thích nhiều nữa bởi vì nội dung nó cũng như vậy. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cuốn sách mà nằm trong bộ giáo trình Shinkansen Master. Thì giống như lần trước khi nói về gì nha, khi nói về khi mà học N4, N5 á, thì mình có nói rồi, Shinkansen Master một bộ sách mà tổng hợp rất là kỹ, rất là thông minh. Đúng không? Thứ nhất là về đâu nhỉ? Về Bunpo chứ. Không, quyển Bunpo à? Đây, Bunpo đây. À đây, Bunpo đúng không? Quyển Bunpo này thì nó cũng tổng hợp giống như những cái lần trước đó, tổng hợp theo các bài, theo chủ đề. Các mẫu ngữ pháp mà mang ý nghĩa gần giống nhau, và sau mỗi bài khoảng độ 1-2 bài đấy nó đều có những cái bài tập làm thêm cho mình. Và cuối sách họ làm cũng rất là đầy đủ cho mình, đó là họ tổng hợp lại toàn bộ những cái mẫu câu mà học từ đầu quyển đến cuối quyển, tức là nằm trong trọn vẹn một cái mức độ, một cái level nào đấy để cho mình tiện theo dõi. Tiếp theo trong bộ Shinkansen Master này thì nó còn có thêm cả độc kai và chô kai, gôi nó cũng có. Đúng không nhỉ? Gôi nó cũng có, nhưng hiện tại mình không có sách ở đây, nhưng mà mình sẽ nói qua về quyển Chokai thì anh nói trước nhỉ? Chokai thì mình cũng dạy rồi, trên lớp rồi. Thì người ta dạy rất là cụ thể, nó bao gồm những cái kỹ năng mà chúng ta đi thi. Trong các bài thi GLPT N3 thì nó có 5 câu đúng không? Thì nó sẽ luyện cho chúng ta 5 kỹ năng của 5 câu này. Môn này 1, môn này 2, môn này 3, môn này 4, môn này 5. Từng dạng như thế thì chúng ta có thể ôn luyện được. Tiếp theo quyển độc kai thì cũng giống như quyển, tức là quyển đọc hiểu ấy, thì cũng giống như quyển chô kai đấy, nó cũng sắp xếp theo từng những cái kỹ năng trong bài thi của mình. Và mỗi một phần nó sắp xếp ra thì nó có thể ví dụ như là rèn cho mình cái kỹ năng về gì nhỉ? Kỹ năng khi đọc những cái bài ngắn này, hay là kỹ năng gì nhỉ? Kỹ năng đọc những cái bài mà có hai đoạn văn này, hay đọc những cái bài mà về mang tính chất thông báo hay quảng cáo gì đúng không? Và cuối cùng thì nó có tổng hợp. Cuối cùng thì nó có tổng hợp cho mình một cái phần, đó là những cái đề thi để chúng ta chuẩn bị khi đi thi. Thì Shinkansen Master thì có là một sách nhiều nổi tiếng rồi, nên mình không nói nhiều nhá. Tiếp theo là nằm trong bộ gì nhỉ? Mimikara Voiru Goi Trainingu desu ne. Thì cái bộ sách này nó sẽ gồm có 3 quyển. 3 quyển như sau. 3 quyển, thứ nhất là quyển Bunpo. Bunpo tức là ngữ pháp. Anh nói về quyển này đi. Ngữ pháp à? Ngữ pháp thì nó cũng mỗi một mẫu ngữ pháp nó chia theo unit. Nó chia theo unit. Rồi thì mỗi một unit thì nó có tổng khoảng từ 10 mẫu, rồi thì có ý nghĩa giống nhau. Sau đấy thì mỗi một mẫu thì nó có tầm khoảng 4 đến 5 mẫu ví dụ. Khá là nhiều. Rồi thì sau một bài như thế thì nó có một bài tập rất là dài, sau thì sau tầm khoảng vài unit lại có một bài tổng hợp nữa, như là dạng một bài thi luôn á. Nên là rất là hữu ích. Mọi người có thể mua nó để tham khảo. Tiếp theo là quyển Chokai của bộ sách Trainingu Mimikara Voiru này thì nó giống với quyển Shinkansen Master vừa nãy mình nói, thì nó cũng sắp xếp theo từng cái kỹ năng, từng cái dạng bài trong đề thi. Giống Shinkansen Master. Giống hoàn toàn, nên mình không nói nhiều nhá. Tiếp theo quyển Goi. Tiếp theo Goi. Goi thì mình có dạy vừa nãy và mình thấy rất là hay, bởi vì vào một cái từ vựng thì bao giờ nó cũng có ví dụ rất là cụ thể. Đúng không? Rồi thì một ví dụ, ví dụ này có bao nhiêu nghĩa thì họ ghi số ra 1, 2, 3, 4, 5 nghĩa. Đúng không? Và mình dựa vào đó để mình biết cách sử dụng một từ. Tại vì nếu mà chỉ có từ vựng không mà không có mẫu ví dụ thì chúng ta sẽ không biết cách sử dụng và chúng ta sẽ dễ bị quên ngay lập tức. Nên là cuốn này rất là hữu ích này. Nói chung mình đánh giá quyển Goi của quyển Trainingu Mimikara Voiru là một quyển rất là hay. Sau rồi thì nó bài tập rất là nhiều cơ. Sau mỗi một bài sẽ có rất là nhiều bài tập. Bài tập khá là khó đấy mọi người ạ, khá là khó. Giống như là chúng ta đang luyện thi ấy, nên là cứ làm nhiều thì chúng ta sẽ đỗ mà thôi. Đấy là cuốn Mimikara Voiru
Tiếp theo, à còn một cuốn bộ nữa, đó là bộ gì đây? Somatome. Somatome mình không có sách đây, bởi vì mình không dạy, ngày trước mình dạy rồi nhưng mà mình thấy nó hơi bất cập một tí. Bởi vì mình dạy ngữ pháp mà, ngữ pháp thì mình thấy nó ít ngữ pháp quá, không đủ để cho thi N3 nên là mình không dạy cuốn đấy. Sau đấy thì ngoài ra còn mẫu ngữ pháp của nó thì mỗi một mẫu nó chỉ cho 2 mẫu ví dụ thôi nên là rất là ít để cho các bạn thực hành. Bài tập cũng ít nữa. Các bạn nhìn thấy cuốn này nó mỏng như thế này mà. Mỏng như này, ngữ pháp mỏng như thế này nên là không đủ nên là mình không dạy. Tiếp theo về phần Chokai thì các bạn cũng có thể mua về để nghe, để tham khảo. Cũng khá là hay đấy, phần Chokai này. Rồi thì đọc hiểu thì cũng ngắn. Còn phần Kanji thì cũng được đấy, Kanji và từ vựng các bạn mua nhé. Chokai, Kanji và từ vựng đúng không? Hay. Tiếp theo đó là một vài những bộ sách mình giới thiệu qua khi các bạn muốn học N3 đúng không? Các bạn thì có thể tùy mỗi người cách học khác nhau, có thể một người mua một bộ sách duy nhất của một bộ đấy đúng không? Và cũng có người có thể tham khảo những quyển sách của từng bộ một và chọn ra mỗi một cái kỹ năng một của một quyển sách mà mình thấy thích nhất. Thì cái này là tùy mọi người nhé, mình chỉ mang tính chất đưa ra mọi người tham khảo. Và tiếp theo ở đây thì bọn mình sẽ giới thiệu cho mọi người những quyển sách mà chúng ta có thể làm thêm đi kèm với khi học những cái bộ sách như vậy, bao gồm những quyển sách mang tính chất ôn thi và làm bài tập. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu quyển này nhé. Đầu tiên là một quyển rất là nhỏ, rất là xinh, mình thì mình rất là thích quyển này. Đó là quyển 500 câu luyện trong vòng 20 trong vòng 4 tuần đúng không? Trong 4 tuần bao gồm những phần bài tập về từ vựng, ngữ pháp và chữ Hán. Thì nó sắp xếp giống như cái quyển N1 N4 N5 á. Thì trong mỗi một trang như thế này nó đều có 3 câu đúng không? Câu trên cùng này. Câu trên cùng là câu về từ vựng, câu số 2 là câu về chữ Hán và câu cuối cùng là về ưng pô, và đằng sau mỗi phần câu như vậy thì đáp án sẽ có ngay đằng sau tờ giấy đó luôn. Và mọi người thể theo dõi rất là dễ dàng về cái bài này và cầm đi theo rất là tiện, thỉnh thoảng rảnh lúc ôn thi, thỉnh thoảng rảnh ngồi xe buýt có thể mang ra để đọc, để xem qua đúng không? Ok. Hay. Tiếp theo, đó là cuốn này. Cuốn này là Nihongo no ryoku thai saku. Cuốn này mình mới mua về thôi. Nó liên quan về kiso kara oyo made kore isatsu. Cuốn này nhá. Cuốn này cũng khá là dày đấy. Cuốn này nó tổng hợp cho chúng ta về ngữ pháp, kanji và từ vựng. Kanji và từ vựng nhớ nhá, goi và kanji. Đây các bạn xem này, trong này nó tổng hợp ngữ pháp, rồi thì nó sẽ có bài tập luôn. Cứ tổng hợp được ngữ pháp một vài phần thôi thì nó sẽ có bài tập. Nói chung là có nhiều bài tập lắm. Chúng ta làm càng nhiều thì cái khả năng đỗ của chúng ta càng cao. Như ở ngày xưa chúng ta đi học luyện đề để thi đại học á, đúng không? Các thầy cô giáo cho rất là nhiều đề. Và khi mà chúng ta đi thi thì chúng ta trúng tổ hoặc là trúng những cái dạng đề như thế, giống y hệt người ta chỉ thay số vào thôi. Chữ tiếng Nhật cũng thế, đi thi người ta cũng có một cái câu như thế và mẫu câu y hệt như vậy và người ta chỉ thay một vài từ vào thôi. Tiếp theo đó là cuốn bài tập. Bài tập liên quan đến mojigoi, tức là kanji và từ vựng. Ví dụ các bạn làm bài trong kỳ thi GIPT chẳng hạn, từ câu 1 đến câu 33 sẽ là từ vựng và kanji. Đúng không? Từ vựng và kanji. Vì vậy trong cái cuốn sách này rất là hữu ích. Nó có 30 bài. Mỗi bài thì chúng ta có bao nhiêu câu nhỉ? 6 3 18 này, là 5 3 15 21 này, 22 câu. Nói chung là 20 điểm. 3 3 3 9 15 câu, 12 câu là 17 câu. 17 câu thì tính tổng là 20 điểm, bởi vì hai câu này là nó tính là 2 điểm một câu ấy. 2 điểm một câu. Vậy là 20 điểm. Chúng ta sẽ làm hết đi, nhiều lắm. Mỗi ngày một bài thôi, bởi vì nó cũng khó mà. Mỗi ngày một bài. Mỗi bài có 10 phút ạ. Mỗi bài tính có 10 phút thôi. Ok. Đây là cuốn gì nhỉ? Nihongo Power Doriru. Và kèm theo quyển Mojigoi của quyển Power Doriru là còn có quyển Bungpo nữa. Ngữ pháp. Hai quyển này là một cặp. Ngữ pháp khá là khó nhá. Ngữ pháp nó khá là khó. Nếu mà chúng ta học nguyên ngữ pháp trong những cái cuốn này thì sẽ không đủ. Bởi vì trong cái cuốn này nó bao gồm cả N2 nữa cơ. Nó có một chút của N2 đúng không? Vậy thì khi mà những người ra đề thì người ta cũng có thể dựa vào những cuốn như thế này. Bởi vì có một bạn nhân viên của mình á, học cái cuốn này xong thì gì nhỉ? Ôn xong thì thấy bản là gì nhỉ? Anh em trúng tủ cả 5 câu luôn. Trúng tủ cả 5 câu trong này.
năm câu cái phần về cái phần từ vựng đặt câu á, nó cho một từ vựng xong bắt đầu cho bốn câu rồi đấy mình lựa chọn câu đúng. Có thể em là may mắn rồi đúng không? May mắn. Nên là những cái người là đi thi ra đề thì người ta cũng dựa vào tất cả những cuốn sách này. Nên là ngữ pháp cũng thế, người ta dựa vào hết những trong này. Nên là sách N3 tại sao lại có ngữ pháp N2 và sách đề N2 đề N2 lại có ngữ pháp N3. Nói chung là mỗi một ông một kiểu, mỗi một ông ra đề là một kiểu, mỗi một ông làm ra những cái bộ sách này là một kiểu. Vậy thì hai cuốn này là rất là hữu dụng, các bạn nhớ mua về nhá. Ok. Nihongo Powado đi được Goi và Dumbo. Tiếp theo nó tiếp theo nó cũng gần với cả dạng ôn thi từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán thì có một quyển tổng hợp hơn hai quyển này, tách riêng ra. Này tổng hợp của hai cuốn này. Đó là quyển Chokuzen Taisaku Nihongo no Roku Shiken no 3 ne. Tất nhiên cái cuốn này không phải tổng hợp cuốn này mà ý nó cả ngữ pháp từ vựng với cả kanji nhỉ. À đúng rồi. Ngữ pháp từ vựng kanji. Nhưng mà theo đánh giá của mình khi mà cho học sinh mình làm ấy thì mình thấy quyển này dễ hơn hai quyển này rất là nhiều. Giúp là coi như là gì nhỉ, khi mình làm quyển này, mình làm thao sang quyển này coi như kiểu như giải trí, giải stress đúng không? Quyển này đọc là gì đây? Chokuzen Taisaku. Ok, Chokuzen Taisaku. Rồi, anh hiểu quyển kanji đấy. Tiếp theo. Vẫn mình quên, học kanji thì học như thế nào? Học kanji thì chúng ta có thể dựa tiếp vào cái cuốn giáo trình Kanji Master N3 này. Ok, cuốn này nội dung cũng như thế thôi. Người ta cho một từ vựng và dưới một từ vựng thì sẽ có ví dụ. Ví dụ một bài nó sẽ có 20, một chương này nó sẽ có 20 từ. Và dưới mỗi từ thì sẽ có tầm khoảng 18 câu. Trong đó có 10 câu là đọc kanji và 18 câu viết kanji. Ok. Rất là nhiều bài như thế này. Và sau hai bài có một bài luyện tập tổng hợp. Rất là hữu ích. Các bạn nhớ mua cuốn này về học nhé. Rồi. Sau khi học rất là nhiều kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và kanji đúng không? Thì kể cả luyện các kỹ năng độc kai, chokai, chúng ta bắt đầu bước sang làm đề thi. Làm đề thi thì hôm nay thì mình sẽ không nói nhiều về từng quyển, bởi vì là đề thi thì quyển nào nó cũng như nhau cả. Nên là mình sẽ giới thiệu các tên, các đầu sách và có đề thi cho chúng ta. Đầu tiên là quyển gì đây nhỉ thầy nhỉ? Nihongo no ryoku sken N3 Yoso mondai shu. Cuốn này Nihongo no ryoku sken N3 Yoso mondai shu, đúng không? Dự đoán đề thi đấy. Ok. Tên đầu sách tiếp theo quyển Tanki Master. Tanki Master là gì nhỉ? Nâng cao kỹ năng gọi là giỏi tiếng Nhật trong thời gian ngắn đúng không? Có cả đẹp kèm theo đáp án. Tiếp theo. Tiếp theo quyển trong nằm trong bộ mà dệt tay cô các cự. Trong bộ thực ra tên là bộ Kanzen Moshi. Nihongo no ryoku shiken Kanzen Moshi. Để giới thiệu trong cuốn này. Bởi vì nó cũng là dệt tay cô các cự. Nhưng mà có hai dạng, đây là Kanzen. Kanzen. Cái cuốn Kanzen này N3 này thì nó có 3 bài thi, 3 đề thi trong này. Các bạn nhớ nhá. Còn cái cuốn này mình đang cầm là Sogo Tekisto. Sogo Tekisto tại sao nó mỏng như này? Bởi vì có một phần mình bỏ đi rồi, nó liên quan đến phần giải thích ngữ pháp mà ngữ pháp nhiều quá rồi. Mình bỏ cái phần đấy đi. Nên là trong này nó chỉ có một đề thôi. Trong này có một đề thi. Sogo là tổng hợp, có một đề thi, còn cái phần này có 3 đề thi, các bạn nhớ nhá. Ok. Tiếp theo mình có một trong tay một quyển đó là đề thi của bên gọi là gì nhỉ, bên GLPT nó ra cho mình ấy, tức là nó làm mẫu cho mình, thì quyển này các bạn cũng thể mang về tham khảo. Tất nhiên trong này chỉ có một đề thôi, nó là gì nhỉ, mọi người nhìn là Nihongo no ryoku sken GLPT nhé. GLPT thì đây là một đề thi mẫu của bên GLPT nó cho nhé. Tiếp theo và cuối cùng đó là một quyển Moshi to taisaku Nihongo no ryoku sken nhé. Moshi to taisaku ni không biết là cái gì, nhưng mà tóm lại nó là một, cũng là một quyển đề thi đấy. Đề thi bên trong nó có các đề thi phân theo từng gì nhỉ, từng cái phần một, phần nhỏ một trong đề thi của chúng ta, tức là chia từng dạng đấy. Ok đấy. Hay. Rất là nhiều đúng không, đếm xem nào. Nếu như mà các bạn mà nhớ về những cái quyển mà chúng ta gặp ở trong N4 thì hôm nay sẽ thấy N3, bắt đầu sang N3 kiến thức nó tăng lên rất là nhiều. Nên là những cái quyển sách tham khảo mà liên quan đến N3 dành cho những bạn nào khi học N3 nó tăng cũng gần như gấp đôi rồi đúng không? Nhưng mà bởi vì khi mà có N3 chúng ta sẽ rất là khác. Chúng ta sẽ công các công ty cũng chấp nhận bằng N3 rồi, nên là để được cái N3, để được có một công việc tốt với cái
tiếng Nhật này thì phải học lên rất là nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Ok. Chẳng hạn như là chúng ta cấp 1 thì chúng ta học lên cấp 2 thì cấp 2 nó đơn giản rồi, như còn là 5. Cấp 2 thi lên cấp 3 thì nó khó hơn tí là 4 á, đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển sang thi vào đại học chẳng hạn. Thì bắt đầu chúng ta phải học nhiều hơn. Các bạn tưởng tượng theo những bạn đi học đại học á, thường ôn thi cày ngay cày đêm đúng không? Sáng thì luyện đến 2 giờ sáng đúng không? Xong thì sáng phải sớm đi học. Không tối lại ôn, không để đi ôn luyện tất cả mọi thứ. Thì cuối cùng họ mới đỗ được vào những trường danh tiếng đúng không? Và để có được điểm cao trong kỳ thi này thì chúng ta phải ôn luyện thật là nhiều. Ngày 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 đêm. Em thấy cách duy nhất để được điểm cao là làm nhiều bài tập. Đúng rồi, chăm chỉ. Chỉ có một cách thế thôi, chỉ còn chả cách nào. Rất nhiều bài tập. Phương pháp N3 thì mình và Cô Thành đã dạy hết trên YouTube rồi. Các bạn có thể gọi là xem lại. Ví dụ những cái phần nào các bạn dở, bạn mua một cuốn sách phương pháp đúng không? Các bạn không hiểu cái phần nào thì các bạn xem lại clip. Các clip trên YouTube để các bạn hiểu ý nghĩa dở ra, hiểu định nghĩa và dịch câu đó thôi. Hai. Hai. Ok, thế là xong N3 và ngay bây giờ bọn mình sẽ làm tiếp clip của N2. Các bạn nhớ đón xem tiếp nhé. Okay, bye bye. Bye bye.